Xin chào quý vị các bạn, tiếp nối series giới thiệu các dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn. Hôm nay didongcaocap.vn giới thiệu bạn video mới giới thiệu dịch vụ thay mới sửa chữa bảo hành điện thoại Huawei GR5 2017 mã là BL L2 đang có mặt tại didongcaocap.vn. Như các bạn đã biết, Huawei GR5 là một trong những mẫu điện thoại rất là thành công của Huawei tại thị trường quốc tế. Tại thị trường Trung Quốc thì mã của nó là Honor, còn tại thị trường quốc tế thì nó là Huawei GR5 mã BL L22. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Huawei GR5, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 0466750999. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Các lỗi phần cứng cơ bản của điện thoại Huawei GR5 như là vỡ màn hình, cảm ứng, thay loa trong, loa ngoài, sửa chân sạc, mất mic rung chuông, không lên nguồn cũng đều đã có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại didongcaocap.vn với 100% linh kiện có sẵn, không phải chờ đợi lâu. Các lỗi liên quan phần mềm của Huawei GR5 như treo logo, mất bút, mất email, không tiếng Việt, mất sóng cũng đều đã có file chạy sẵn chờ thay mới cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 0466750999. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei GR5 2017 tại didongcaocap.vn.